Một thông tin khác nữa cũng rất là tốt cho thị trường đó chính là các bạn có nên nhớ là cái tay 2 tháng Đây là tài liệu được chia sẻ bởi FCA thì hiểu đơn giản đây là bộ tài chính của nước Anh Thì uh, FCA đó nói ngày 26 tháng 6 đó là sàn Binance không có bằng hoạt động ở uh, Dương quốc Anh vân vân Các bạn có nên nhớ thường đã chia sẻ với các bạn là mọi người lúc đó nó nhiều thông tin đó uh, thì uh, được chia sẻ là Binance bị cấm ở nước Anh thường đã chia sẻ là Binance không bị cấm ở nước Anh Chỉ là không thể hoạt động futures mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy được là ngày hôm nay, đó chính là ngày 25 tháng 8 đó, thì uh, FCA đã đưa ra thêm một thông tin nữa, nói là cho đến ngày hôm nay thì Binance đã nạp đầy đủ giấy tờ và bây giờ Binance có thể hoạt động được bình thường ở dưới quốc Anh rồi. Cho nên, để lý tại sao mà nhiều khi đó có những thông tin đó thì thường thường hay chia sẻ để những cái thông tin first, tại vì các bạn thấy được là tình hình trước đây 2 tháng đó thì là như vậy và nhiều người đó dựa theo thông tin này và tung ra nhiều cái thông tin không nói sự thật để mà cố tình gây cái sự lo ngại nhiều người nói là binance à, sẽ bị đuổi ra khỏi nước anh binance à, không được tiếp tục hoạt động nhưng mà sự thật là binance.com vẫn tiếp tục hoạt động chỉ không thể là cung cấp futures trong khoảng thời gian 2 tháng này mà thôi, bây giờ họ đã nạp đầy đủ giấy tờ để tiếp tục cung cấp sản phẩm Futures ở Du quốc Anh. Kế tiếp là chúng ta nói tới NFT đi. Hôm qua chúng ta cũng đã nói tới NFT được mua bởi công ty Visa. Thì cái trend NFT này ngày càng nóng lên. Các bạn được là bây giờ ngay cả Facebook cũng đã đang nhìn vào tình hình của thị trường NFT. Thì trong một cuộc phỏng vấn, đây là cái cuộc phỏng vấn ở trên Bloomberg. Thì của vấn này đó giám đốc của Facebook là David Marcus đã nói gì thì giám đốc điều hành của Facebook đó, David Marcus đã nói là Facebook à, uh, hiện bây giờ nó đang xem xét để mà xây dựng các sản phẩm và tính năng liên quan tới NFT NFT như bạn có biết nên phân bộ token những cái token siêu tầm các bạn cũng thấy gần đây những cái số tin nổi những cái token nổi lên như là crypto punk vân vân và chúng ta thấy được là bây giờ đó Facebook nói là cái ví à, của đồng đêm đó Facebook nói là trong năm nay sinh ra cái đồng đêm là một cái đồng ổn định nhiều bạn hay hỏi thận là đồng Facebook có nên mua hay không đầu tư có lợi hay không đương nhiên là không mà tại vì đồng đêm của Facebook là một đồng ổn định nghĩa là một đồng chỉ giá trị một đô la và sẽ tiếp tục giữ là một đô la thì cái đồng đêm của Facebook đó sẽ được chạy trên cái ví À, đó chính là ví Novi thôi đã chia sẻ với các bạn trước đây. thì cái ví Novi này đó, David Marcus của Facebook nói là sẽ có thể tiếp cận được với lại NFT có nghĩa là có thể mua hay là lưu trữ hay là gì đó. chúng ta thấy là bây giờ đó, Facebook vẫn chưa có nói rõ là cái ví Novi này sẽ có thể tiếp cận được với lại NFT là như thế nào. nhưng mà đó là một điều sẽ có thể làm được đối với lại David Marcus và David Marcus nói với lại Bloomberg trong cuộc phỏng vấn này. tôi có vấn với đây Bloomberg thì David Marcus nói là chúng tôi chắc chắn đang xem xét cách để tham gia vào thị trường này như thị trường NFT vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở một vị trí thực sự tốt làm điều đó đây là lời nói được chia sẻ với giám đốc Facebook David Marcus thì cái sự FOMO liên quan tới NFT đó không chỉ dừng ở Facebook hay là Visa mà các bạn à, thấy được là một trong những cái công ty khác nữa là một công ty không liên quan gì đến à, tài chính hết hay là mạng sòi hết đây là công ty bia Budweiser, thì tối ngày hôm qua Thường đã đăng cái thông tin với các bạn là Chúng ta thấy một cái hình này Ở trên mạng xã hội Và thường cũng đã chia sẻ với các bạn Tại vì đây là cái hình rocket ship Và thường cũng đã chia sẻ với các bạn là có cái gì đó đang à, Xảy ra với lại Budweiser Thì các bạn thấy được là cuối cùng Chúng ta cũng đã nhận được nhiều thông tin hơn à, Tối ngày hôm qua Thì công ty bia Budweiser đã mua NFT Từ nền tảng Rocket Factory Và thay đổi anh đại diện Twitter của mình thành cái hình tên lửa. Đây là cái hình mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái hình đại diện của Budweiser. Thì đây là cái NFT được mua trên OpenSea của công ty Budweiser. Đây là công ty bán bia mà nhiều bạn không đã biết. Thì chúng ta thấy là kế tiếp nữa không ngừng ở đây, thì công ty Budweiser à, tiếp tục làm gì? Họ đã mua thêm một cái nữa. Đó chính là tên miền beer.it với giá là 30 Ether như là họ trả bằng miền khoảng chừng là 95.000 đô bây giờ là khoảng chừng 100.000 đô tại vì giá từ đã tăng lên thì đây là cái tên miền mà được mua bởi Budweiser thì họ mua với giá là 30 đồng Ether có nghĩa là gần như là 100.000 còn cái hình NFT này họ mua với giá bao nhiêu thì dựa theo bài viết này của Budweiser đó thì họ mua à, tổng cộng là 8 Ether có nghĩa là khoảng 25.700 đô để mua cái hình này dùng để làm hình đại diện cho Budweiser thì các bạn thì được ngay cả bây giờ Budweiser cũng đã tham gia vào NFT cái trend NFT này nó càng ngày càng nóng hơn là nhiều người tưởng tượng chuyển qua bây giờ tôi muốn chia sẻ một số thông tin liên quan tới Cardano thì nếu như mà các bạn thấy là NFT đang có cái sự bùng nổ thì điên các bạn sẽ có cái lòng tin vào Ethereum tại vì các bạn thấy được là Visa mua NFT cũng phải có Ethereum Budweiser mua NFT cũng phải có Ethereum và bây giờ Ethereum vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều ứng dụng và đặc biệt là những cái ứng dụng liên quan tới DeFi hay là NFT thì đương nhiên các bạn cũng sẽ có nhiều lòng tin liên quan tới Ethereum nhưng mà các bạn cũng sẽ có lòng tin liên quan tới Cardano tôi nghĩ là gì? Tại vì sao? Tại vì các bạn được là Cardano càng ngày càng tiến gần tới ngày 12 tháng 9 khi mà có smart contract nhưng mà thông tin ngày hôm nay đó thì DC Spark đây là một cái công ty đó mà họ đã gây dựng một cái sidechain Sidechain là một cái mạng lưới Giống như là mạng lưới có thể nghĩ đơn giản là mạng lưới song song gì đó Để mà kết nối giữa Cardano và Ethereum Mạng lưới này gọi là Mikomida Thì mạng lưới Mikomida này đó là mạng lưới mà kết nối giữa Cardano và Ethereum Thì làm sao kết nối được Thì hiểm cách đơn giản mạng lưới này đó là lấy đồng Cardano Sau đó, đó là tạo ra một đồng thế chấp gọi là grab cardano giống như là các bạn thấy được là chúng ta có đồng thế chấp bitcoin ở trên mạng lưới của ethereum là grab bitcoin thì grab cardano sẽ được di chuyển trên mạng lưới micromeda này để dùng làm trong những việc như là sử dụng trên cái ứng dụng của ethereum có nghĩa là các bạn có thể lấy ada của mình đổi qua thành đồng wada đồng grab ada và sau đó dùng đồng này để mà tham gia vào những cái ứng dụng trên mạng lưới của ethereum đây là cái thông tin đầu tiên liên quan tới cardano tôi muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp Uh, Cardano cũng như là dự định thì chúng ta đã thấy là Cardano đã có mặt ở trên sàn đầu tiên ở Nhật Bản Đó chính là sàn Bitpoint Thực ra đây là cái thông tin mà Thường đã chia sẻ cách đây vài ngày và một thông tin mà cảm thấy cũng khá là bất ngờ Tại vì Cardano bắt nguồn từ Nhật Bản mà Thường mới biết đây là cái sàn đầu tiên mà chúng ta thấy có Cardano Tại vì Nhật Bản là một trong những cái quốc gia mà rất là giá cao liên quan tới đồng nào được lên trên sàn của họ bây giờ Cardano đã được tham gia với những cái đồng lớn như là Bitcoin, Tron, XRP, Ether, Bitcoin Cash và Basic Attention Token đồng BAT. Cardano đã là một sự lựa chọn trên những sàn Nhật Bản. Một thông tin khác nữa liên quan tới Cardano thì một trong những cái điều đó chính là khi mà các bạn là cái nền tảng đầu tiên thì các bạn sẽ được những cái lợi thế của người đi đầu giống như là Ethereum thì có lợi thế của người đi đầu cho nên bây giờ Ethereum cái hệ sinh thái mới lớn như vậy nhưng mà đi sau cũng có lợi thế của người đi sau thì các bạn được là một trong những lợi thế đó chính là học được từ những người đi trước thì thông tin đó là Cardano Foundation cái cơ sở mà phát triển Cardano đó đã hợp tác với lại công ty Coinfirm đây là một trong những công ty mà họ có những cái giao thức liên quan tới KYC và AML để làm gì để mà khi mà những cái ứng dụng trên lưới Cardano đó liên quan À, đến tài chính mà cần phải xác minh thân phận nữa thì sẽ có công ty confirm này có sẵn cái giao thức để mà hỗ trợ việc KYC email và đương nhiên sẽ tránh đi một số những cái phiền phức thì đây là điều mà Cardano đã học được, đây là từ những người đi trước cho nên đi sao cũng có cái lợi thế của đi sao. Thì có phải là Cardano là đồng mà nhiều người đầu tiên lẽ quan tâm tới hay không và những tổ chức đầu tư thì quan tâm đến Ether và Bitcoin thì không phải như vậy chúng ta nhìn vào đây là cái dữ liệu mới nhất của CoinShares Thì dữ liệu này là chia sẻ tuần kết thúc vừa rồi nghĩa là kết thúc ngày 20 tây tháng 8 đó Thì các bạn thấy được là lần đầu tiên trong dòng 6 tuần liên tục chúng ta thấy được chúng ta có một cái nến màu xanh có xu hướng đi lên có nghĩa là chúng ta có nhiều tiền đến từ những quỹ đầu tư vào trong crypto này hơn là rút ra tại vì trong 6 tuần liên tục các bạn thấy được tình hình là rút ra nhiều hơn là nạp vào thì đây là cái tuần đầu tiên trong dòng 6 tuần thì đây là những cái thống kê được thường hay chia sẻ với các bạn Thống kê liên quan đến quỹ đầu tư lớn như là Trayscale, um, CoinShares, CoinShares Physical, 3iQ, 21Share, Purpose ETC, Israel, e Bitwise và những cái công ty khác Thì các bạn thấy được là trong vòng tuần qua đây chúng ta có 21,3 triệu Được đưa thêm vào thị trường này đến từ những quỹ đầu tư thì họ đưa vào những đồng nào có phải là Bitcoin hay không thì không phải các bạn thấy được là Bitcoin à, thật ra trong vòng một tuần qua chúng ta tiếp tục thấy có 2,8 triệu đô la rời khỏi quỹ đầu tư Bitcoin từ những cái quỹ này nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là cái đồng mà được nhiều tiền đưa vào nhất đó chính là Cardano có nghĩa là những quỹ đầu tư này đã đưa thêm vào 6,4 triệu đô la nhưng mà không phải các bạn thấy được là cái đồng mà được nhiều tiền đưa vào nhất từ những quỹ đầu tư này đó từng vừa rồi đó chính là đồng Solana đã có 7,1 triệu đưa vào trong Solana từ những quỹ đầu tư này kế tiếp là Cardano 6,4 triệu sau đó mới tới Ethereum 3,2 triệu các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ quan tâm đến Cardano hay là Solana những quỹ đầu tư cũng đang quan tâm đến Solana và Cardano đây là cái thông tin mới nhất được chia sẻ bởi Conscious và đây là tất cả những thông tin mà muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để nhận được tín hiệu truyền miễn phí hay là nhận được bonus đến từ sàn Ascendex, sàn Fashion Moon XPT cũng như là tìm hiểu sàn mua bán bằng đồng Việt Nam, sàn Fear Hub cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những sàn ở Hoa Kỳ như là Binance US hay là Coinbase. Đây là những cái sự lựa chọn cho những nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch o coin cũng như là những dịch vụ như là landing có loại BlockFi cũng như là crypto coin và Thuận. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.